Các bạn ơi, hôm nay mẹ tớ mới mua con búp bê. Bây giờ chúng ta sẽ đập con búp bê này ra để xem bên trong nó có gì không nhá. Đây rồi. Để chúng ta xem ở trên đây nhé. Chúng ta sẽ sử dụng nước này nhé. Cho các đồ ra. Cho các đồ ra xong đổ nước vào đấy. Cho búp bê vào lại. Cho con cho đồ ra. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ lấy đồ nhé. Mở ra xem có những đồ gì đã. Chúng ta cần nhấn đâu gì này. Chúng ta bên trong cái này nó là xốp này. Cái này nó là váy nhá. Có mở ra luôn đi. Cái này nó là giày. Cái này cái gì? Tóc. Cái này nó là tóc nha. Có mở ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái gì trước đây? Chúng ta sẽ mở cái này trước nhé. Lấy lên cái kéo. Cần kéo không? Không có, ngay góc độ. Đây, chúng ta có khuẩn dân đây này các bạn ơi. Cắt đi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ sử dụng kéo nha. Mẹ ơi, con không cắt được. Để mẹ cắt cho. Các bạn ơi, mẹ tôi đang... Con đổ nước vào cái này này. Nước gì hả mẹ? Nước này này. Nước này á? Ừ. Nhìn. Đúng rồi. Đây mẹ đổ, đổ được không? Chúng ta sẽ đổ nước vào đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ thêm từng bột sắt. Chưa được rồi, thêm nước đi, lấy thêm nước đi con ơi. Nước gì? Lấy nước ấm đây. Bây giờ chưa thể thay mà thay được chân nhá. Úi dồi ôi, các bạn ơi, nó dính quá. Cho vào nước đi. Thế thì màu sắc các bạn ơi. Ôi nó rất dính. Nó dính quá các bạn ạ. Nước ấm chưa? Thêm nữa đi. Các bạn ơi, tôi có một chiếc kem. Một bánh quy.
Chúng ta rửa thật được rồi. Đủ đi. Làm một chút xay cookie. Wow, chúng ta có một chiếc bánh. Bây giờ chúng ta lấy dùng xốp để làm nước gì? Nước lạnh. Ừ. Cái đấy họ bảo không dùng nước mà. Dùng nước lạnh. Để làm gì đâu? Để lau tóc. Tao xem. Thế này. Không ra được màu. Chắc là lau cái lúc chưa nhúng vào đầu ấy. Con nhúng rồi mà. Thế thôi, mặc quần áo cho nó nhá. Thế chắc nó chỉ đổi màu có một lần thôi đúng không? Chưa được lắm. Thôi tốt nhất là lau khô đi, ngược quần áo ra nó đi. Tốt nhất phải lau. Nó ra bầu vào trong. Cái này là... Tốt nhất phải cho nước vào đây. Bây giờ chỉ cho cả. Tôi nhất phải cho cái này luôn. Thay đổi luôn cái mắt. Mắt mũi. Chúng ta sẽ làm đống tứ rồi. Thì bây giờ chúng ta phải cắt xong mình nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ lau chân cho nó sạch. Wow, chúng nó đã có màu. Bây giờ chúng ta sẽ cần đúng cái này vào nhiều. Nó lúc mê này khó lắm các bạn. Nhất cởi cái vòng này các bạn ơi. Tuy nhiên để nó lâu. Ra tê rồi màu sắc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tóc cho nó. Đi lên lau khô đi. Không cần. Đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ mặc váy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mặc váy cho nó.
Bây giờ chúng ta sẽ đi giày nhé. Lồng chân qua cả cái quai đấy, lồng vào cả cái quai này. Đây này. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cân lượng nhé. Chị bàn nhanh lên. Chuột bạn đã cân nhanh thế nhỉ? Bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ chải tóc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại con búp bê. Đừng để nó ra. Chúng ta đã có một con búp bê rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn con này đi chơi. Na 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 na. Hello, what would you today? I'm happy. I'm saying joy. I've got to go. Good morning. Good morning, con chào. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đã thử thách xong một con búp bê. Ngày mai chúng ta sẽ thử thách con búp bê nhỏ nhé.